Huỳnh Như rực sáng giúp Lành FC thiết lập kỷ lục khó tin. Với hai bàn thắng, một kiến tạo cùng với nhiều pha xử lý ấn tượng ở một trận đấu gần nhất của Lành FC. Nữ tuyển thủ bóng đá Huỳnh Như, cái tên được nhắc nhiều nhất trong tuần vừa qua. Tiền đạo quê Trà Vinh này đã có màn trình diễn tuyệt vời ngay ở trận đầu tiên được xếp đá chính trong áo của đội Lành FC. Cờ đã đến tay và Huỳnh Như đã tận dụng theo cách khó thể tốt hơn. Nhìn lại trận đấu vừa qua với Famalicão FC, mọi việc không hề suôn sẻ cho Lành FC cũng như là cá nhân của Huỳnh Như. Lành FC đã bị dẫn trước, trong khi tiền đạo người Việt Nam thì không có nhiều bóng bởi hàng thủ đội khách được bố trí cũng khá tốt, cũng như là sự phong tỏa từ bộ đôi trung vệ là Infanti và Maimia. Với một tiền đạo chưa được ghi bàn thắng nào sau gần 2 tháng rưỡi thi đấu ở một môi trường hoàn toàn mới, áp lực là điều không thể tránh khỏi. Do vậy, Huỳnh Như vẫn rất tự tin và thực hiện thành công quả đá phạt 11m trong bối cảnh đội nhà đang bị dẫn bàn. Điều đó một lần nữa cho thấy tinh thần thép của đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam. Ở những trường hợp tương tự, không ít cầu thủ này sẽ mắc lỗi và đá hỏng do sức ép tâm lý. Vậy nên, khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, Huỳnh Như có màn ăn mừng đầy cảm xúc và đồng đội của cô thì cũng đã chung vui một cách nhiệt tình. Cú hích tinh thần sau khi chính thức mở tài khoản cho Lành FC giúp Huỳnh Như ngày càng chơi hay. Chân sút sinh năm 1991 tiếp tục ghi dấu đậm nét thêm một bàn thắng và một pha kiến tạo trong quãng thời gian còn lại trong trận gặp Famalicão. Với những gì đã thể hiện, Huỳnh Như được vinh danh qua giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, phần thưởng xứng đáng cho mọi sự nỗ lực tuyệt vời của tiền đạo người Việt Nam này. Không chỉ dừng lại ở đó, với hai bàn thắng ghi được cùng với một kiến tạo trong trận đấu này, Huỳnh Như còn thiết lập kỷ lục khó tin trong lịch sử bóng đá Việt Nam và lịch sử của câu lạc bộ châu Âu. Cụ thể, Huỳnh Như đã lập cột mốc lịch sử khi mà trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi đến hai bàn trong một trận đấu tại giải vô địch quốc gia của châu Âu. Không chỉ có vậy, nếu chỉ tính theo bàn thắng và kiến tạo, Huỳnh Như cũng là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam khi thi đấu tại châu Âu. Với hai bàn thắng và kiến tạo, vượt lên Quang Hải một bàn và Lê Công Vinh một bàn, một kiến tạo. Ở chiều ngược lại, cô gái cũng đã thi đấu đậm nét trong lịch sử của giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha khi trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên ghi cú đúp. Đây là một bản hợp đồng đến từ Đông Nam Á, chất lượng mà các đội bóng ở giải đấu này từng chiêu mộ được. Phát biểu sau màn thể hiện, huấn luyện viên của Lành FC không giấu được sự vui mừng. Vị huấn luyện viên trưởng cho biết, Huỳnh Như đã tỏa sáng và làm được theo những gì mà tôi kỳ vọng. Chúng tôi đã theo đuổi bản hợp đồng của Huỳnh Như 3 năm và mọi thứ chúng tôi nhận lại thật sự là trái ngọt. Việc đội bóng ký hợp đồng với Huỳnh Như là một trong những thành công lớn nhất của câu lạc bộ trong giai đoạn tiền mùa giải. Lành FC theo đuổi Huỳnh Như từ năm 2020, tuy nhiên sau dịch Covid-19, hai bên đã phải tạm hoãn cuộc thương thảo. Ngày 23 tháng 8, Huỳnh Như sang Bồ Đào Nha để kiểm tra y tế và hoàn tất các thủ tục ký kết hợp đồng với Lành FC. Cầu thủ của Lang FC đều có sự giúp đỡ để Huỳnh Như hòa nhập nhanh với đội bóng. Như là một trong những cầu thủ nổi bật về kỹ thuật và có hiệu suất ghi bàn cao. Vì vậy, chúng tôi đã chuẩn bị để giúp cô ấy phát huy được hết năng lực của mình. Thuyền trưởng của Lang FC chia sẻ. Trong khi đó, trang chủ của Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đã đăng tải hình ảnh Huỳnh Như nhận giải cầu thủ xuất sắc hay nhất trận đấu và viết Huỳnh Như thi đấu rất xuất sắc. Giải thưởng cầu thủ hay nhất trong cuộc đọ sức giữa Lành và Famalicão đã được trao cho Huỳnh Như, người đã lập một cú đúp trong trận đấu. Hãy nhớ rằng trận đấu này kết thúc với tỷ số 3-3, trang chủ Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đã viết. Còn trang chủ Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha cũng đã phải nhắc tới cái tên Huỳnh Như sau trận đấu với một bài viết. Cụ thể trang này viết, trận đấu giữa Lành và Famalicão ở giải BPI League diễn ra đầy cảm xúc, đội chủ nhà đã hòa với Famalicão với tỷ số 3-3. Đội khách đã vươn lên mở tỷ số phút thứ 17 nhờ công của Maia. Trong phần còn lại của hiệp 1, dù Lành nỗ lực hỗ trợ tấn công nhưng không thể ghi được bàn thắng. Sang đầu hiệp 2, Lành đưa trận đấu quay trở lại và xuất phát nhờ vào tấn công của Huỳnh Như. Tuy nhiên sau đó trận đấu trở nên khó khăn hơn với Lành bởi đối thủ đã ghi liền 2 bàn thắng nhờ công của Fernandes và Andre Violali ở phút thứ 57 và 52 để vươn lên dẫn trước 3-1. Trong 20 phút đó, Lành đã thi đấu đầy quyết liệt và có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Và đó là nhờ công của Huỳnh Như ở phút 71 đến phút 73, T. Smith đã ghi bàn thắng tỷ số 3-3, cho chủ Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đã viết. Với báo chí Bồ Đào Nha, Huỳnh Như tỏa sáng cũng khiến cho họ tốn hết bao nhiêu giấy mực. Tờ 00 của Bồ Đào Nha mới đây có bài viết tường thuật về trận đấu. Ở vòng 6 của giải BMPI, bên cạnh trận đấu tâm điểm là Sporting Lisbon và Benfica, trận đấu giữa Lành và Famalicão cũng được mong đợi. Đây là trận đấu được dự đoán là cần tài cần sức và nó đã kết thúc với kết quả hòa.
Trong hiệp 1, Lang đã có lợi thế chủ nhà và kiểm soát được thế trận. Tuy nhiên thì họ đã không tạo ra được nhiều cơ hội đáng kể. Phía bên kia, đối thủ ghi được một bàn thắng nhờ công của Maya vào phút thứ 17. Tờ này cũng đã bình luận chính là Huỳnh Như đã mang lại cảm xúc cho trận đấu. Cho tới 45 phút, thế trận vẫn cân bằng nhưng mà thiếu cảm xúc và những khoảnh khắc bùng nổ. Nhưng chỉ trong 12 phút đầu của hiệp 2, có tới 3 bàn thắng được ghi chỉ trong 12 phút và bàn thắng trên chấm 11m của Huỳnh Như. Tờ báo Bồ Đào Nha viết tiếp, sau đó Anji và Olari đã dứt điểm chuẩn xác giúp cho Famalicão nới rộng cách biệt 3-1. Tuy nhiên, những ai nghĩ rằng Lang sẽ bỏ cuộc thì họ đã nhầm. Cầu thủ của Lang đã vùng lên mạnh mẽ trong 2 phút, họ ghi được 2 bàn thắng san bằng tỷ số 3-3. Huỳnh Như đã chiếm trọn sự chú ý trên sân với bàn thắng tuyệt vời, rút ngắn tỷ số 2-3. Bên cạnh đó, cô còn thực hiện một cú đường truyền xuất sắc để tạo cơ hội cho Smith ghi bàn quân bình tỷ số. Chứng kiến lời khen về học trò cưng, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng bày tỏ: "Tôi rất vui mừng khi chứng kiến một nữ tuyển thủ quốc gia Việt Nam lại ghi bàn ở châu Âu, Huỳnh Như thật sự đã làm rạng danh bóng đá nữ của nước ta." Thuyền trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam chia sẻ: "Hạn chế về thể hình đã được Huỳnh Như bù lại bằng sự khéo léo, nhanh nhẹn và bản lĩnh. Tôi tin tưởng rằng Huỳnh Như sẽ được trao cơ hội nhiều hơn để thể hiện trong môi trường bóng đá Bồ Đào Nha." Thời gian vừa qua, từng có ý kiến lo ngại vị trí của Huỳnh Như sẽ bị cạnh tranh bởi tiền đạo số 9. Thực tế điều đó đã xảy ra. Nữ tuyển thủ Việt Nam toàn phải vào sân từ băng ghế dự bị sau những quãng thời gian khá dài tập luyện thi đấu. Nhưng có lẽ khổ tận cam lai, nỗ lực không ngừng nghỉ và làm việc tận dụng tốt cơ hội của Huỳnh Như nhiều khả năng sẽ được đền đáp bằng một vị trí trong đội hình chính thức của Lang FC thời gian tới. Có một thông tin đáng quan ngại là cuối trận đấu Huỳnh Như đã bị chấn thương. Tuy nhiên sau đó cô đã có những chia sẻ. Nữ cầu thủ sinh năm 1991 cho biết, Như đã bị chấn thương lật cổ chân nhưng nhẹ thôi, cảm ơn mọi người đã yêu thương. Ngày vui trọn vẹn hơn với Huỳnh Như nếu như mà cầu thủ mang áo số 11 không bị dính chấn thương. Chứng kiến tiền đạo người Việt Nam đau đớn trên sân thì không ít người hâm mộ đang lo lắng. Tuy nhiên xác nhận từ Huỳnh Như thì mọi chuyện có vẻ là không quá nghiêm trọng, hy vọng khỏi chấn thương. Một chương mới sẽ sáng lạn hơn đối với cô gái vàng của bóng đá Việt Nam trong hành trình xuất ngoại lần này.